Nãy dặn bảo vệ không cho vô rồi mà. Tại sao có mặt ở đây? Bớt làm mấy trò ấu trĩ lại đi. Mẹ anh ra lệnh ai dám cãi lời. Nhìn cô Nhung quái vật cơ. Quái vật mà nhìn cũng hay hay. Muốn làm trợ lý đắc lực của tôi lắm đúng không? Trợ lý đắc lực là phải làm việc cho thật tốt ha, mới đáng đồng tiền quỹ lương của công ty đưa ra. Cô qua phòng họp, họp với đối tác của tôi, cố gắng thương lượng cho thật tốt, lấy mọi quyền lợi về cho công ty của tôi, hiểu không? Hồ sơ của đối tác đó, cô chưa được 45 phút tham khảo thôi. Sếp, em mới vô làm mà sếp, sếp cho em có 45 phút mà sao em làm được? Làm không được, biến. Em làm mới đó sếp, sếp giao gì em cũng làm hết trơn á. Chóng mắt lên mà coi.